Chào mọi người. Hôm nay mình nói về cái đề tài là không phải cứ muốn cho ai là cho nha các bạn. Mình phải thật sự là xuất phát từ trái tim của bạn, xuất phát từ tâm của các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là bạn muốn cho ai thì người ta sẽ nhận. Ví dụ như bạn có quần áo cũ hoặc là cho dù quần áo mới nữa, bạn muốn cho con, cho cháu của các bạn, bạn đừng nghĩ là người ta sẽ lấy, cứ cho người ta sẽ lấy. Không, không phải vậy đâu. Bạn phải hỏi họ: con có thích cái món đó không, ba có, mẹ có, hoặc là anh chị em gì đó không muốn không, mình cho đó. Các bạn phải hỏi ý kiến của người ta để người ta có muốn nhận hay không, chứ không phải bạn, ví dụ như bạn cho tiền đi, không phải là bạn cứ cho người ta tiền là người ta nhận đâu nha các bạn. Đó, có nhiều người cho tiền không nhận á, đừng giỡn. Ừ, thấy vậy thôi chứ bạn cho là người ta không nhận đó. Tại vì người ta nhận của bạn là phúc đức của họ, nó giảm thì sao? Nếu mà người có suy nghĩ á, người ta không có phải là người vô minh á, người ta suy nghĩ các bạn. Đâu 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 phải đơn giản đâu. Đâu phải muốn cho là cho đâu các bạn. Mình mới gọi là cho đi là một cái nghệ thuật chứ không phải là đơn giản đâu, không có dễ mà cho đâu. Rồi mình nói các bạn nè, bây giờ bạn thấy một cái người ta tàn tật đi, người ta chống gậy người ta đi, hoặc người ta đi xe lăn đi, thấy người ta ngã xuống, bạn nhào tới bạn giúp họ, tốt. Trong cái tình huống nguy hiểm, tình huống khẩn cấp thì không sao hết. Nhưng mà nếu bình thường họ đi trên bình thường, đi trên con đường mà đi bộ đi, đây ví dụ như đường đi bộ đây đó, đây là cái đường đi bộ họ đi mà họ bị ngã, trước khi bạn muốn đỡ họ lên, bạn hỏi họ một câu: tôi có thể giúp anh chị đứng lên được không? Tại vì sao các bạn biết không? Cái người tàn tật á, những cái người mà người ta không có đủ cái khả năng để họ tự đi trên chính đôi chân của họ đó, cái ý chí và cái đầu óc của họ, cái quyết tâm và cái nghị lực của họ nó khác thường lắm các bạn. Nó không giống như chúng ta đâu. Họ luôn luôn muốn là họ tự lập, họ tự lực, và họ không có muốn nhờ vả ai, mà họ không có muốn phụ thuộc vào ai hết. Họ muốn chứng minh cho mọi người thấy là họ tuy tàn nhưng mà không có phế. Các bạn nên nhớ nha, bạn muốn giúp ai đó thì bạn phải hỏi họ: tôi có thể giúp anh, tôi có thể giúp chị được không? Tôi có thể giúp chị trong cái vấn đề này được không? Bạn phải lịch sự, và muốn giúp người khác, muốn cho đi cái giá trị cho người khác thì bạn mới hỏi người ta như vậy, mới chứng minh bạn là một cái người văn minh, lịch sự. Bạn muốn tư vấn cho họ thì bạn phải hỏi họ: anh chị có muốn tôi tư vấn không? Tôi có thể giúp anh chị tư vấn cái vấn đề này được không? Đó, chứ không phải nhào vô cái thao thao bất tuyệt, cái tư vấn hết cái này tới tư vấn hết kia, không phải vậy đâu. Không phải đâu các bạn, người ta gặp vấn đề gì thì các bạn hãy nói chuyện về vấn đề đó. Đúng không các bạn? Các bạn nhớ cái câu: How can I help you? How may I help you? Tôi có thể giúp đỡ anh được chị được gì? Tôi có thể giúp anh được cái gì? Bạn hãy dùng cái câu đó đó. Hãy dùng cái đó đó các bạn, để các bạn đối đãi, đối nhân xử thế, để các bạn đi ra ngoài đường và nói chuyện với người ta. Cho dù bạn bán hàng, cho dù bạn mua hàng, phải nói cảm ơn, phải nói xin lỗi, tất cả những cái thứ đó đó các bạn, nó mới giúp các bạn được. Chứ không phải là cứ muốn cho là cứ. Có nhiều người các bạn rất là mất lịch sự, có nhiều người mất đạo đức, vô đạo đức luôn á, đem tiền tới quăng vô người ta, trả tiền cho mày nè đó. Nhìn thấy, các bạn thấy không? Cho dù người kia có lỗi với bạn hay cái gì các bạn, nếu mà bạn làm cái hành động đó đó trong lúc những cái cơn nóng giận của các bạn, phúc đức của bạn nó sẽ giảm nhiều lắm. Hãy đối xử với tất cả những người công bằng các bạn, tại vì họ được đối xử công bằng, bạn cũng là con người, họ cũng được con người, thậm chí bạn phải đối xử với con vật cũng phải được công bằng nữa kìa đó nha các bạn. Đừng có nghĩ là bạn có tiền bạn cho đi rồi xong rồi bạn khoa trương, bạn làm cái này làm cái kia, vậy không có tốt đâu. Không phải có tiền là cứ cho người này cho người kia là được đâu. Bạn cứ nghĩ bạn cho đi là có phúc, không phải. Cho đi nó cũng phải là nghệ thuật đó các bạn. Đó. Bạn cho lộn người nó cũng không ổn nữa đó các bạn. Đó. Nên các bạn nhớ nha. Mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Có cái anh chàng kia, ảnh vừa đạt giải vô địch một cái cuộc thi nào đó,
Cái xong mà anh ra anh gặp cái bà lão ở ngoài đường. Cái bà lão nói: "Ôi, tôi mới vừa thấy anh đạt giải vô địch, nhưng mà anh biết không, tôi có một đứa cháu nó bị bệnh ung thư. Tôi đang cần một số tiền khoảng 1.000 2.000 đô gì đó để mà chữa bệnh cho đứa cháu của tôi." Nghe bà nói một hồi, cái anh này tay cầm chức vô địch, trong túi thì có cái tiền thắng giải đó, đưa cho bà. Bà đó bà nói: "Thôi, tôi không nhận đâu, tôi không nhận đâu." Cái nói: "Bà nhận đi, về để bà lo cho cháu của bà, để cho nó mau hết bệnh, để đem tiền này để mua thuốc, đi bác sĩ cho nó." Thì vài ngày sau thì anh này cũng thấy cái bà này ở ngoài đường, cũng nói chuyện với những cái người gì đó, thì anh này mới hỏi ra được là bà đó là bà đi vòng vòng bà xin tiền. Rồi thì có một cái người bạn hỏi anh này: "Hôm bữa tao thấy mày nói chuyện với bà này, bà có xin tiền mày không? Mày có cho bà gì không? Có phải bà nói với mày là bà có một đứa cháu bị bệnh ung thư rồi bà xin tiền mày, có phải vậy không?" Cái anh chàng này nói là: "Đúng rồi, hôm bữa bà cũng nói tao như vậy, rồi mày có cho tiền bà không?" Cái này anh không trả lời. Rồi anh bỏ anh đi. Các bạn biết anh suy nghĩ gì trong lúc anh bỏ đi không các bạn? Anh suy nghĩ là rất là may mắn trên đời này không có đứa cháu nào của bà bị bệnh ung thư hết. Rồi anh vui vẻ rồi anh đi thôi các bạn. Các bạn thấy không? Cái sự cho đi á của một cái người, người ta cho đi một cách ngây thơ như vậy. Rồi cái bà kia thì bà lừa hết người này tới lừa người kia như vậy. Nhưng mà cái tư duy tích cực của anh này đó các bạn. Mình kể một câu chuyện này để cho các bạn thấy đó. Khi các bạn cho đi á thì các bạn cho đi đi, đừng có suy nghĩ thêm gì nữa hết. Mà bạn cho đi á thì bạn nên cố gắng suy nghĩ và chọn đúng người để bạn cho. Cái câu chuyện này cũng giống như cảnh tỉnh mọi người luôn. Không phải bạn ra đường bạn gặp tất cả bao nhiêu người mặc áo cà sa đều là thầy tu hết đâu. Không phải đâu các bạn, ban ngày họ đi tu nhưng mà ban đêm á họ có vợ. Đó các bạn. Có những cái chuyện tiêu cực như này, cái thời đại mạt pháp này á thì nó sẽ diễn ra nhan nhản rồi các bạn. Mong rằng á là các bạn hãy hành động nhân nghĩa, hành động hào sảng nhưng mà hãy có chọn lọc, chứ không phải là cứ làm mà không có suy nghĩ. Đó. Nếu bạn làm mà bạn không có suy nghĩ, vô tình bạn tiếp tay cho nối giáo cho giặc nữa, rồi tiếp tay cho những cái hành động phi đạo đức, những cái hành động không có tốt nữa các bạn. Các bạn thử nghĩ đi, các bạn cứ cho tiền một cái ông thầy ông đi, hoặc là cho tiền một cái người mà người ta đi xe lăn nhưng mà thực chất chân của họ nó không có bị tàn tật gì hết đó, hoặc là người ta lừa đảo thì bạn thấy gì bạn rất là bực đúng không? Nhưng mà nếu bạn lỡ rồi hoặc là bạn cho cái tiền rồi thì bạn đừng có tiếc. Bạn cho tiền rồi thì bạn cũng hãy làm hành động cao đẹp giống như cái anh chàng trong câu chuyện mình mới vừa kể các bạn. Anh cứ cười vui vẻ anh ra đi. Ra đi là đi với các bạn, chứ không phải là anh lên đường á, không phải đi bán muối đâu. Có nghĩa là anh luôn luôn suy nghĩ là ok, tốt quá rồi, không có người nào bị ung thư trên cuộc đời này, tốt quá. Ước gì đừng có ai bị bệnh ung thư hết, đừng có ai bị cái nạn dịch này hết. Các bạn hãy cố gắng, các bạn cầu nguyện đi. Đọc kinh Mân Côi, đọc kinh Lạy Cha. Đó các bạn, đạo Chúa, đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo các bạn. Các bạn hãy đọc chú Đại Bi. Các bạn nhớ nha, hướng hướng về hướng Đông Bắc đó, các bạn đọc. Để làm cái gì? Để giúp cho phúc đức của các bạn, cầu mong cho thế giới này an bình, cầu mong cho các bạn, bản thân các bạn, gia đình các bạn, con cái các bạn được cái hồng ân của ơn trên đó các bạn. Đó. Các bạn nhớ cho mình một điều nha, cho đi là phải có chọn lọc, hãy cho đi nhiều hơn, nhưng mà cho đi phải có một nghệ thuật cho đi. Bạn hãy hỏi người ta trước khi bạn cho, chứ bạn đừng có đem một đống quần áo tới lên trên vùng cao bạn quăng cái bịch xuống đó mà nói đó cho các bạn á, cho mấy em á mặc đi. Không, mình cho đi mình phải quỳ xuống mình cho người ta luôn kìa. Quỳ xuống ở đây có nghĩa là sao? Quỳ xuống ở đây là bạn phải quỳ xuống, bạn mặc, bạn phải hạ mình xuống. Các bạn phải hạ mình xuống để cho những em bé trên đó
để cho những cái người tàn tật, những cái người neo đơn ở trên đó. Bạn quỳ xuống có nghĩa là không phải là bạn thấp hơn họ gì hết đó, bạn quỳ xuống có nghĩa là cái lòng của bạn nó mở ra, bạn không phải đứng là một cái người từ trên bạn chỉ tay năm ngón xuống, bạn quỳ xuống để bạn hạ thấp cái bản thân của bạn xuống để cho bằng họ, để họ cảm được cái tình cảm của bạn, để cho họ nhận những cái món quà của bạn, để cho họ hiểu bạn, để cho họ chấp nhận những cái điều bạn muốn cho đi các bạn. Không phải bạn muốn cho là người ta lấy đâu, không đơn giản vậy đâu, nó cả một quá trình luôn á. Phải cứ quăng ra 500, 1 triệu hay là vài triệu, mấy chục triệu, 100 triệu, tỷ quăng ra rồi người ta lấy đâu các bạn. Không phải, các bạn phải phải tập cái thói thói cái cách hành xử một cách văn minh, học hỏi những cái điều hay điều tốt của những cái nước văn minh tiên tiến trên thế giới, chứ đừng có nghĩ là cứ 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 có tiền có bạc rồi nổi tiếng rồi rồi không là không có cần làm những cái điều đó. Thôi mình nói đến đây thôi các bạn, mình nói ít các bạn hiểu nhiều ha. Rồi thôi các bạn hãy nhớ tới cái câu mà mình vừa nãy mới nói đó, hãy quỳ xuống để mà cho người ta nha, chứ không phải là bạn cứ đứng lên quăng cho họ thì người ta nhận đâu. Ok các bạn. Rồi nhưng mà các bạn nhớ thêm một điều nữa, không phải là các bạn cứ cho giống như cho tiền con của bạn ấy, rồi cho tiền cháu các bạn nó sinh rồi nó cho, cái đó cũng là một kiểu mất phúc đó các bạn, chứ không phải là cái cho là đúng đâu. Cho tiền mà xong rồi nó dùng tiền các bạn nó hư á, nó dùng tiền các bạn đi làm những điều không tốt á, thì cái lúc đó cái hành động cho đó là trở thành hành động phản tác dụng đó. Nói thêm ý này nữa để cho các bạn anh chị nào mà có con cái mà nó xin tiền mà đi làm, các bạn biết nó đi làm những điều không tốt rồi, đi chơi đi bời, và những cái người mà không có chịu trong cái giai đoạn này mà người ta đã nói lên báo lên đài rồi, người ta nói rất là nhiều rồi, thầy rồi cha thầy ở trong chùa rồi cha ở trong những cái nhà thờ nói rất là nhiều rồi, các bạn hãy ở nhà tập trung cầu nguyện rồi lo tập trung ăn uống giữ gìn sức khỏe rồi này nọ đó, rồi đi coi lại mình, coi coi mình cần học tập cái gì, rồi phát triển bản thân mình như thế nào, đọc sách rồi có thời gian này á, có thời gian để cho bạn nhìn lại của cuộc đời của các bạn, thì các bạn làm ơn nghe những cái lời đó đi. Các bạn không nghe là sau này mà có chuyện gì á là các bạn hối hận không kịp á các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Cảm ơn các bạn đã nghe mình đến lúc này.